Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Một ngày tốt lành nhé. Có thể bạn chưa biết thì anime One Piece sẽ ngừng chiếu vào chủ nhật tuần này. Bên cạnh đó là thông tin chapter 979 sẽ rời sang tuần sau. Bởi vì hiện tại bên Nhật đang là tuần lễ vàng. Khá là thê thảm phải không anh em? Nhưng không phải vậy, đùng một cái, hôm nay mới là thứ 3. Chúng ta đã nhận được bản spoil siêu sớm của chapter 979. Có thể đây là sự bù đắp cho anime chăng? Quả thật đây là một tin vui phải không? Vui như là lâu ngày gặp được gấu vậy. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với bản tóm tắt nội dung chapter 979 nhé. Chapter trước thì chúng ta đã thấy được những thành viên của nhóm Tobi Joppo lộ diện, 6 gương mặt vàng trong làng bố láo. Kẻ thì muốn Queen chết đi để thay thế vào vị trí của Okaban, tức là ba người quyền lực nhất chỉ sau Kaido. Rồi thì cô ả Uzuti dám thẳng thắn nói rằng Kaido bị ngu hay sao? Chuyện nhà cửa mà giải quyết mãi không xong. Thêm vào đó là vấn đề con trai Kaido đang làm chúng ta tò mò. Hắn là ai? Thì chapter này chúng ta đã có thêm một vài thông tin nữa. Cảnh đầu tiên, tên Kanguzo vẫn chưa đến đảo Oli. Hắn đi đâu thì vẫn chưa rõ. Chính vì thế mà kế hoạch của phe đồng minh vẫn có thể tiếp tục. Tiếp tới là thông tin kỹ hơn của con trai Kaido được tiết lộ. Nhóm Tobi Joppo sẽ đi tìm hắn. Nếu có thể mang về đây thì sẽ được thách đấu với các All Star, tức là bộ ba thiên tai, King Queen Jack. Và nếu như họ thắng được chuỗi này sẽ được thăng hạng. Có một đoạn hội thoại nói rằng King là người đã thay mặt Kaido để triệu tập 6 tên Tobi Joppo kia về đảo Oli. Bởi vì King biết rằng nếu đó là mệnh lệnh từ King gọi xuống thì chúng sẽ không quay về. Vì thế mới mượn danh hiệu của thuyền trưởng. Và rồi King cũng biết được rằng những kẻ này đang có ý định chiếm vị trí của mình. Thông tin cuối cùng, tên Sasaki và Wawa đã từng là một thuyền trưởng của một băng hải tặc trước đó, giống như XD Jack vậy. Chap mới kết thúc tại đây rồi và tuần sau thì nghỉ không có chuyện. Cuối cùng, cảm ơn bài dịch sớm từ hội ăn ngủ cùng One Piece nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.